Chào mừng các bạn quay trở lại với điểm tin game nhật vai số 29 của GameHub.vn. Ngày hôm nay, Vân Anh sẽ tiếp tục mang tới cho các bạn một loạt những cái tên mới nhất, nóng bỏng tay của làng game nhật vai mobile. Square Face là tựa game hành động bắn súng và hàng xịn nhất mobile, gợi nhớ cho chúng ta về Toy Story và thậm chí là chút gì đó của Vice City huyền thoại. Lối chơi của tựa game này sẽ đi theo đúng phong cách của một tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba kết hợp với nhập vai, nơi các bạn có quyền di chuyển tự do trong một môi trường rộng lớn. Ở đó thì game thủ sẽ được đặt tay lên 3 loại vũ khí, chính là cận chiến, súng máy và súng lục. Ở đó, với số tiền kiếm được xuyên suốt màn chơi, các bạn sẽ có thể tinh chỉnh nhân vật của mình từ những chi tiết nhỏ nhất, trải dài từ mũ nón, quần áo, mặt mũi cho đến màu da. Square Face hiện mới chỉ có mặt trên iOS nhưng phiên bản Android của tựa game sẽ được cập bến trong tương lai gần. Project Heroes là tựa GMO ARPG mới nhất với mục tiêu kết hợp phong cách của Diablo huyền thoại với thể loại game MOBA đang lên trên nền tảng game. Project Heroes đúng như là một tựa game nhập vai hành động đích thực khi mà ném game thủ vào những chiến trường hương hương lửa với khả năng quần thảo điên cuồng cùng bão kiếm trưởng pháp. Tất nhiên, khi mang dạng thể của một RPG thì tựa game này sẽ cho phép người chơi thu thập vô vàn những món đồ quý giá, tích tụ kinh nghiệm để lên cấp và phát triển sức mạnh xuyên suốt chiều dài hành sự. Game thủ ở đó sẽ có khả năng chọn lựa giữa 20 lớp nhân vật khác nhau, với mỗi người sẽ mang một bộ kỹ năng và sức mạnh độc nhất trải dài từ hỗ trợ tuyến sau, chiến đấu tầm gần cho đến tấn công tầm xa. Từ đây thì người chơi với những hero của mình sẽ bắt đầu tham gia vào những màn đấu PvP theo đúng chất MOBA với hai đấu bản đồ chấn giữ bởi hai tổ đội. Project Heroes hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm giới hạn nhưng mà hứa hẹn sẽ cập bến trên nền tảng Android trong một tương lai rất gần. Metro 2033 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên vốn rất nổi tiếng. Tựa game sẽ mang bạn tới thành phố Moscow 30 năm sau một thảm họa hạt nhân khủng khiếp. Những người sống sót sẽ phải tụ tập cùng nhau tại các nhà ga tàu điện ngầm dưới lòng đất, trong khi các đường hầm lại trở thành thế giới của các sinh vật đột biến. Và giờ đây thì các bạn sẽ phải chiến đấu để chống lại chúng cũng như là phải tìm kiếm sự sống bên dưới các hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Trong thế giới của Metro 2033, nhiệm vụ của bạn là phải thu thập các nguồn lực cần thiết cho sự sống, đẩy lùi các cuộc tấn công của những quái vật bị đột biến và khám phá, chinh phục các trạm tàu điện ngầm mới, sử dụng các đơn vị lính đánh thuê vũ trang để có thể cùng nhau chiến đấu. Các bạn nào yêu thích thể loại game sinh tồn chắc chắn thì sẽ yêu thích Metro 2033 ngay từ lần đầu tiên thử thách. Sau một thời gian phát hành có giới hạn tại Canada và Hàn Quốc, Softmax đã chính thức đưa sản phẩm con cưng của mình đó là Train Crusher phát hành trên toàn cầu. Cụ thể thì tựa game này sẽ được hãng Softmax ra mắt ở 126 quốc gia trên kho ứng dụng App Store và 107 quốc gia trên Google Play. Train Crusher là một game mobile hành động chặt chém màn hình ngang truyền thống, cho phép người chơi một mình chọi với tất cả. Nhiệm vụ của bạn chỉ là chọn một trong số 4 nhân vật độc đáo có sẵn, từ từ chiến đấu lên cấp độ và đắp lên người những loại vũ khí, trang bị mạnh nhất, rồi tham gia vào chuỗi cuộc chiến vô tận khốc liệt không ngừng. Tựa game này hứa hẹn sẽ mang tới cho người chơi sự đơn giản trong các thao tác điều khiển cũng như nội dung đầy cuốn hút. Điểm đặc biệt nữa ở Train Crusher đó chính là người chơi có thể tùy ý thay đổi luân phiên giữa hai lớp nhân vật với hẹn nhiều cách thức kết hợp chiến đấu sao cho phù hợp với từng nhiệm vụ phải đối mặt. Evolution Heroes of Utopia lấy bối cảnh giả tưởng tương lai gần tại một hành tinh mang tên là Utopia. Một thảm họa bí ẩn đã diễn ra khiến mọi loại sóng điện thoại, sóng vô tuyến, phương thức liên lạc và phương thức để đi đến trên hành tinh này bị cắt đứt, biến nó thành một thế giới vô cùng đơn độc, cách biệt với phần còn lại của vũ trụ. Được lựa chọn giữa 20 anh tài với các khả năng ấn tượng khác nhau, người chơi sẽ phải tiêu diệt những quái vật sừng sỏ nhất trên hành tinh này. Cơ chế nhập vai có nhiều chiều sâu của Evolution Heroes of Utopia sẽ cho phép bạn nâng cấp vũ khí và giáp trụ, học thêm kỹ năng và các công nghệ mới. Các bạn cũng sẽ được trao đổi tài nguyên với bạn bè, tham gia các giải đấu hàng tuần và leo lên thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của game.